bạn yêu tử vi nha Cái lá số kế tiếp của tối đêm nay là một bạn nữ Bạn này cho cái ngày là ngày 26 tháng 8 năm 1989 Đó là dương lịch âm lịch của bạn này là ngày 26 tháng 7 năm kỷ tỵ Cái giờ của bạn này là giờ thân Có nghĩa là bạn này sanh vào khoảng 16 giờ 30 Thì người sanh vào giờ dần và giờ thân là những người thân cư quan lộc Rồi bây giờ chúng ta vào cái lá số của bạn này nha thì mệnh của mình là mệnh phá quân mà đứng tại cung tí. à mà có văn khúc hoa Kỵ thì đây là cô nàng phá quân đây, một cô nàng phá quân anh tinh nhập miếu đứng tại cung tí mà lại có bộ văn khúc, nếu mà chỉ có văn khúc mà đi phá quân thôi thì em là một cái người vì tình cảm có thể hy sinh rất lớn, nhiều cái điều trong cuộc đời của mình, nhưng mà bây giờ có hoa kỵ rồi thì đi một vòng trở lại thì em của chị vẫn cuối cùng vẫn phải nghĩ cho bản thân mình trước đó là những cái người mà văn khúc phá quân mà đi chung với hoa Kỵ những cái người mà đứng cái thế giống như em đó, Thì cái đầu tiên đó nha Em nghe cái bài Phát Quân Chị sẽ để cái link ở dưới cái bài này của em Thì em nghe để em hiểu thêm về cái tính chất của Phát Quân đặc biệt như thế nào Kế nữa là Ở cuối cái bài Phát Quân đó, Thì nó có cái nói đến cái cách mà Phát Quân Mà đi chung với Văn Khúc thì nó hơi giống em Nhưng mà ở chỗ này em khác là con Hoa Kỵ nằm đây thôi à, Kế nữa là Em nghe cái bài Chị sẽ để một cái link nữa ở dưới cái bài của em Nó nói về những con sao thuộc về hành thủy á À, thì lúc này em phân tích cái mệnh của em nè phát quân nó thuộc hành thủy Văn khúc cũng thuộc hành thủy Hóa kỵ cũng thuộc hành thủy Đấy Mà mệnh của em là mệnh mộc Cho nên những con sao này nó Nó uh, theo cái mệnh của em rất là nhiều Cho nên nói chung đây là mệnh mình hợp với nó đó nhất là cung tý lại là cung thủy nữa nằm trên đức đế vượng rất mạnh cho nên nó đây là những cái tính đào hoa trong cái con pháp quân tình yêu dạt dào như một cái luồng nước xoáy vậy đó khi mình thích ai mình yêu ai mình bất chấp tất cả cái kiểu pháp quân Mình đi chung với văn khúc mà khi mà gặp hoa kỵ rồi thì có các kiểu trong đó à, nhưng mà cuối cùng chị nói ấy, em vẫn sẽ lãnh hội được là cuộc đời mình mình phải yêu mình trước Đó. thì đây là hóa kỵ nằm ở cung mệnh như vậy. Bây giờ chị nhắc đến cái vấn đề mà em hỏi trong cái email của em á. thì cái số của em nha em là người sống và làm việc xa quê hương thì rất là đúng số của mình. Cho nên nếu mà nói cái dụ mà định cư nước ngoài thì đây là cái số chắc chắn là phải định cư nước ngoài mới đúng số của em. Kế nữa mình là cái người mà sao dám yêu dám hận con đường mình chọn mình biết cái giá của nó mình làm với cái cái tiêu chí mình thích cái điều đó mình mới làm chứ không có ai mình hết đó là trong vấn đề tình cảm ngay cả cuộc đời mình cũng vậy mình là người tốt nha mình thích giúp đỡ người khác à, mặc dù em gặp rất là nhiều cái khổ tâm chị thấy trong cung mệnh của em có nhiều cái khó nói lắm nhiều khi bản thân của mình mình hay tự ôm ấp những cái cái dây dứt những cái khó chịu một mình mình thôi chứ mình cũng khó đi kể lại với người khác à, mình khó nói những cái đó ra nhất là khi con sao văn khúc mà đứng tại mệnh thì cái con văn khúc nó là một cái mình cứ tưởng tượng nó như là một cái giọt nước nó nhiễu xuống từ 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 từ. nhưng mà nó không có nhiễu một lúc thật nhiều nó chỉ từng giọt từng giọt từng giọt nhưng mà nó không có ngừng lại thì nó giống như tình yêu của mình đã trao cho ai rồi thì mình cuối cùng họ giống như một phần của cuộc đời của mình vậy đó mình cứ lúc nào cũng gieo, gieo dặn mãi cái đó cho nên những người mà có văn khúc đứng tại mệnh cho dù là miếu vẫn khó chia tay với những mối tình đã đi qua ừ thì cái này nó nói một điều là mình hay bị đau khổ trong vấn đề tình cảm mà cái đau khổ này là do bản thân mình thôi chứ không phải là phía bên kia nếu mà đây văn xương thì lại khác nha ờ à, cầm lên được bỏ xuống được nhưng mà văn khúc thì nó lại đi ngược lại thế đấy thì mình là người chịu nhiều thiệt thòi tại vì mình đứng cái thế long đất mà thân mình thì đứng thế trực phù tính mình thì khá đa nghi trong tình cảm mình có hận có buồn đủ kiểu hết nhưng mà cuối cùng em lại nghĩ thoáng em lại thông cảm em lại tha thứ cho người khác đó là cách suy nghĩ rất tốt của em Mặc dù trong nội tâm của em nhiều khi em hận hay em giận hay em nghĩ nhiều cái lắm Nhưng mà đến khi hành động thì em ngừng là em làm không có được Tại vì cung mệnh của em có thiên quý Mà cung phúc đức của em thì có con sao thiên quen Đó, thì cái đó là cái tính rất hay của em Cái kế của em nữa là mình là cái người thích học hỏi Nhưng mà mục tiêu của mình thì chỉ có một thôi <laughs> Thích rồi nha em mà thích cái gì rồi á là em tìm hiểu tới cùng luôn cho nên đừng có ai mà coi như khích tướng cô này à, cô này cô đã thích một cái điều gì rồi là cô tìm hiểu rất là rất là sâu sắc cái nội tâm của mình thì một mình là một cái người nó hơi vội vàng một chút em nha à, em sống theo nguyên tắc tính mình là tính cầu toàn vì những cái tính đó cho nên mình dễ gây áp lực cho cái người làm chung với mình mà sau này mới nếu mình lấy chồng á thì ngay cả cái người phối ngẫu của mình cũng bị một chút áp lực bởi cái tính cái tính đó của mình à thì lúc này mình bản thân của mình thôi thì mình không chịu cái áp đặt của người khác cho dù em yêu ai cách mấy đi nữa chị chắc với em luôn em có thể hy sinh về tình cảm nhưng mà cái người nó mà áp đặt em là không được đâu cho nên cái tính mình nó hơi bị đi ngược lại với với cái bản chất À, mà mình đặt ra đúng chưa thì ví dụ như nói ví dụ như em yêu anh thì tại sao em em không hy sinh nhưng mà cái yêu với cái hy sinh của em em tính theo kiểu khác người khác có nghĩa là em yêu anh nhưng không có nghĩa là anh bắt em làm em phải làm thì cái kính tính mình nó hay bị rớt vào trường hợp như vậy à. và sau khi mình lấy chồng á, thì mình hay có cái tính lại nỗ lực mạnh hơn để đối mặt với mục tiêu của đời người à, Thì trước khi lấy chồng nó ít hơn nhưng mà sau khi lấy chồng em lại thể hiện cái nó mạnh hơn Thì chính vì mình là cái người gọi là sao? Người nghiêm túc, mình là cái người cũng hơi gọi là xem trọng cái sự diện bề ngoài, mình có cái mục đích để theo đuổi những cái gì mình mong muốn, à, cho nên bản thân của mình hay bị lao tâm lao lực em nha, à, em hay bị căng thẳng về vấn đề tinh thần, em mình chịu áp lực nhiều về vấn đề công việc nó quá nặng đi, cho nên chị lo lắng là sau này những cái đó mà em để nó lâu quá, thì bản thân của mình nó sẽ bị mất cái quân bình về vấn đề tâm lý nó dễ gây đến vấn đề bệnh tật cho mình đó thì cái này là do cái cái tính tâm lý của mình nó nhiều cho nên là xem tử vi là để hiểu được những cái điểm yếu điểm mạnh của mình để mình mình gọi là mình khuất phục nó mình mình khai triển những cái tốt thì mình làm cho nó tốt hơn còn những cái xấu thì mình cố gắng mình hóa giải nó theo những cái tính khoa học nhất theo cái tính đạo đức nhất đó thì đó là những cái lời khuyên nhìn sơ qua cái cung mệnh và cung phúc đức cũng như là cái cung tật ách của em Bây giờ thì chị trả lời những cái câu trong cái email của em về vấn đề nghề nghiệp trước Thì cái đầu tiên á, cái cung cái cung quan của em là một cái cung quan nó khá đặc biệt Tại vì nó đi chung với tả hữu hóa quyền thiên hỷ mà có quả tú phục binh Cung tài của mình thì có thiên việt thiên trù thiếu âm à, Thiên di của mình thì lại có hóa lộc À, có hồng loan mệnh mình thì có hóa kỵ mà văn khúc đó em là một cái người gọi là khá nhiều cái gọi là nhiều cái hoa tay em cũng là người rất là giỏi trong cái vấn đề riêng nghề nghiệp của em chị thấy em có nhiều khuynh hướng rất là hay đầu tư tiên em làm cái khuynh hướng về tiêu dùng là một giao tế thì thích hợp với em về vấn đề ngoại vụ nhiều hơn em lãnh vực ví dụ như giải trí nè vui chơi nè quảng bá nè à thì em cũng rất là hay em có cái tay học nghề rất là nhanh À, tại vì em đi vào một cái ngành nghề gì á, mà ai chỉ em chút xíu thôi là em bắt bắt, bắt theo người ta rất là lạ thì cái này là cái giỏi của em kế nữa nếu mà em muốn kinh doanh về ẩm thực cũng được nhưng mà chị thấy lúc mà em kinh doanh về ẩm thực á, thì em hay có cái việc khó khăn khi em xoay chuyển vấn đề tiền bạc à, cái đó nó làm cũng giảm đi của mình nhưng mà em vẫn có cái duyên với vấn đề ẩm thực nha kế tiếp nữa là em làm cho chính giới ví dụ như sau này mình ra ngoài trường đời mình đi làm cho những công ty của chính phủ làm cho nhà nước thì mình làm được tốt, mình dễ được thăng lương, thăng chức lên những địa vị cao. Nhưng mà khi mình lên địa vị cao rồi thì cái số của em hay bị người ta dụ dỗ tham ô. Là ví dụ đúc lót cho em thế là em bị dính bẫy. Cho nên nếu mà em có làm về vấn đề chính giới, đây là làm cho chính quyền, công an, làm cho quân đội, à, ví dụ như vậy thì phải cẩn thận về vấn đề người ta hay đúc lót cho mình người ta biết mình dễ người ta biết mình ví dụ như là sao nhìn mặt mình nó hiền hay ví dụ như vậy là nó hay nó hay dụ mình thì những cái đó mình dễ dính dáng đến vấn đề gọi là uh, pháp luật thì tránh cái đó ra. Ừ. Nếu mà làm cho quân đội làm cho ví dụ như là chính giới thì em sẽ được lên chức rất là nhanh nhân viên cao cấp trong quân đội Làm cách rất là lâu dài thì đó là cái cách hay trong cái lá số của em nha. Kế nữa là chị thấy một cái nghề cũng hay là làm về khai thuế. Uh quan thuế thuế vụ ví dụ về tax đó thì em cũng rất là rất là có duyên như đó thì đây là một cái cung quan nằm trong cái cung mệnh của em thì chị nhìn thấy cái bố cục em làm được rất là nhiều nghề ừ. còn một cái nữa là như thế này nè. nhiều khi trong cuộc đời của mình nó chị thấy em đặt mục tiêu nó rất là nhiều à, mục tiêu lý tưởng của mình có thể là 10 điểm nhưng mà cuộc đời mình thì chị thấy em có thể đạt được 6 điểm thôi nhưng mà còn 4 điểm kia nó là một cái không gian cho em sáng tạo nha Em hiểu ý chị nói không? Có nghĩa là ví dụ như hồi xưa chị mơ ước chị mở nhà hàng đi ví dụ vậy đi. Nhưng mà chị không mở được nhà hàng, chị chỉ làm được 4, 40% của cái mơ ước của chị thôi. Nhưng mà chị không ngờ trong cái quãng đường mà chị làm cái việc đó thì chị lại có thời gian chị sáng tạo ra chị làm được một cái cái lĩnh vực thứ hai nữa. Thì cái cái cách của em trong cái lá số của em là nó như vậy đó. Cái cung quan lọc là một cái cung nó bao la nhất. Tại vì cuộc đời của mình sẽ luôn luôn thay đổi về vấn đề việc làm nha cuộc đời của mình sẽ luôn luôn có một cái cái thay đổi vận trình gì đó đến năm 50 tuổi mình lại thích làm một cái nghề khác sau khi về hưu rồi mình lại thích làm một cái nghề khác mình lại muốn làm một cái việc gì khác nữa trong đời của mình có nhiều người người ta làm cả cuộc đời cho chính phủ nhưng mà ở nhà người ta vẫn buôn bán cổ phiếu người ta vẫn giúp người này mua miếng đất hay là uh, đầu tư thêm vậy kia cho nên cái cung quan là mới cung rất là nhiều màu sắc đấy kế nữa bây giờ chị nói đến cái cung uh, phu thê của em Nào, là đó vấn đề gọi là lương duyên đấy thì cung phu của mình thì có vũ khúc có tả phù hóa lộc có hồng loan phong cáo có địa võng nguyệt đức mà nằm trên đức quan đế mà đầu tiên là cung phu của mình là gặp tuần Hay. thì cái người phố ngẫu của mình là đầu tiên thì phải nói là cái người đàn ông rất có duyên với người khác giới <laughs> người này là người thích làm ăn à, người này là người có bằng cấp hai người cũng giúp đỡ cho nhau rất là nhiều biết nhau một thời gian rồi bắt đầu mới đến với vấn đề gọi là là lấy nhau à, đến mới tiến đến với vấn đề hôn nhân lấy nhau rồi thì hai bên cũng có nhiều cái kình cãi với nhau lắm tại vì chị thấy con sao hỏa tinh mà nằm ở cung huynh đệ đấy là những cái cái gọi là hai vợ chồng mà đã gọi như là có những cái mà nói chuyện với nhau là cũng cũng đùng 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 lên đấy hỏa tinh là như vậy kế tiếp nữa là mình có một thời gian ha hai bên sống xa nhau à, cuộc sống có nhiều cái không có nói chuyện với nhau được nhiều mỗi người ở một nơi chị cũng thấy trong cái cung phu thê của em có rất là dễ có khả năng những lúc như vậy là có kẻ thứ ba nó chen vào tại vì tả hữu đứng ở hai hai nơi nó sung chiếu về cung cung uh, cung phu của mình à, cái người bên kia mình cũng làm cho họ mệt mỏi lắm cái vấn đề này cũng vấn đề phía bên mình tại vì hỏa tinh đúng cung huynh đệ à, thì nhiều khi cái người bên kia nó đến nó trả nợ cho mình mà mình nhiều khi có những cái gọi là tính tình của mình có nhiều khi mình cũng không có kiềm chế được cho nên nhiều khi mình cũng làm bên kia nó mệt mỏi à, thì vợ chồng nó như cái lò lửa với nhau vậy đó thì thường thường những cái hỏa tinh mà đóng cung huynh đệ là chị luôn luôn là trước khi cãi nhau hãy mang hai ly nước lạnh ra ngồi uống trước uống hết hai ly mà còn thấy nóng uống thêm hai ly nữa cho chị hồi à, lúc đó bắt đầu mới nói chuyện tại vì hỏa tinh đó, mà không chị kìm nó xuống thì chính những cái đó nó làm cho vợ chồng bỏ nhau thì đây là cái lời khuyên cho em gái em có lấy ai đi nữa thì cuộc đời mình luôn luôn bị những cái phốt như vậy thì mình phải biết cái phốt của mình ở đâu để mình mình chỉnh nó trước, đúng không? đó cái đó là cái quan trọng. cái kế nữa là em là cái người phụ nữ của xã hội, tại vì mình là cái người gọi là thân cư thân cư quan. À, thì lúc này nhiều khi trong vấn đề quan hệ gia đình mình cũng hơi thiếu sót một chút xíu. À, thì xã hội thì nó nhiều màu sắc. À, tại vì cung thiên di của em lúc này là nó mở, nó không có tuần, không có triệt gì hết. cho nên vợ chồng chỉ cần kình cãi nhau có hỏa tinh có một chút xíu đào hoa là rất dễ nhìn ra phía cửa bên ngoài cửa bên ngoài chính là cái cung thiên di ấy. nó là cái cửa sổ mở ra cho cái cuộc hôn nhân đấy thì lúc này em nhìn nè nó có đào hoa nó có lộc tổn, nó có thiếu dương ôi rồi ôi, lại có thêm liêm chinh thiên tướng nó màu sắc đào hoa nhiều lắm ông bướm nhiều lắm toàn là các những cái hay thôi nhưng mà đây nó là xã hội xã hội thì nó muôn màu mình nhìn trong nhà thì nó đẹp lắm bầu trời ngoài đường đẹp lắm mà bước chân ra ngoài ở đi rồi biết đúng hay không thì lúc này có con sao thiên không đấy thì thiên không nó cũng là một cái hóa giải cho con đào hoa nằm ở cung thiên di một phần thôi nha hiểu theo ý nghĩa của tình cảm gia đình chứ mình không có nói về vấn đề gọi là tiền bạc hay là vấn đề công danh những cái đó mình chưa bàn tới mình chỉ nói riêng cái vấn đề cung phu thôi thì lúc này cả hai giữa mình với người phối ngẫu khi mà đã trải nghiệm với vấn đề bước ra ngoài rồi thì chúng ta để hiểu một điều trên đời này ai cũng có cái u ai cũng có cái khuyết cái người mà khổ nhất là cái người sống chung với mình Nó phải chịu được cái tính của mình Mình cũng ngược lại cũng phải chịu những cái xấu của nó Cái đó mới là cái thực tế, còn khi mà nói qua phone, nhìn qua hình, cho nhau những cái bánh vẽ của cuộc đời thì đứa nào nó cũng nói như đứa nào hết. Thì cái cung Thiên Di mà nó mở như cái cung của em á là nó cho mình những cái bài học như vậy. Thì chỉ hy vọng là con sao Thiên Không á nó phá giải được những cái đó thì một thời gian rồi đó cả hai đều ngộ được một điều. Cuộc đời nó là cái cái cánh cửa mở, mình chọn con đường nào đi đó là bản thân của mình nhưng mình phải sống thực tế với nó đấy, nó là ai cũng sẽ có những cái khuyết, ai cũng sẽ có những cái u nha, mà khi mình lấy rồi là mình lấy cả cái khuyết và cái u của người ta luôn chứ không thể nào chỉ lấy cái tốt mà không lấy cái xấu, thì mình cũng hy vọng người bên kia cũng hiểu được cái điều đó cho mình thì cuộc sống nó chỉ ở cái điểm đó thôi là thông cảm cho nhau đó. và một cái lời khuyên nữa cho em á, là khi mình có những cái vấn đề về gia đình của mình nha, riêng vấn đề về quan hệ hôn nhân giữa mình với người phối ngẫu của mình thì mình không nên đi kể cho bạn bè mình nghe tại vì cái cung nô của em là có con cực môn mà đà la thì những cái này nó là những cái việc ngấm ngầm mệt mỏi nó chỉ làm cho mình rối thêm mà chính nhiều khi những cái người đó là cái người làm cho cái mối quan hệ mình nó thêm nó thêm hỏng hơn nữa chứ không phải là nó tốt lại cho nên tốt nhất là không nói với người bạn bè biết kế nữa là sao là khi mà em gặp những cái bí bách trong cuộc đời của em á À, thì đây là cái cái chìa khóa nè những lúc mà em bí bách trong cuộc đời của em không phải riêng cái vấn đề hôn nhân mà tất cả mọi thứ trong đời mình bế tắc về công việc làm bế tắc về cuộc sống về những cái gì mà mình bị giống như bị stress bị buồn á, thì bản thân của mình chính là quý nhân của mình có nghĩa là sao có nghĩa là em cứ bình tâm em bình tĩnh lại chính em ngồi xuống em suy nghĩ thật kỹ điều gì nên làm điều gì không nên làm thì mình sẽ có câu trả lời cho mình À, mình cứ bình tĩnh là mình sẽ có cách giải quyết đó là cái cái câu trả lời cho em vì vấn đề cung thực ách của em có hóa khoa mà chung với thiên lương em nhé bây giờ chị sẽ trả lời những cái um, những cái hạng mà em có nhiều cái tính tính chất đào hoa <laughs> ở trong vấn đề có thể lập gia đình lại hoặc là nếu mà muốn trở lại với cái người cũ của mình nó chị thấy cũng rất là khả quan thì ở đây phải tùy thuộc vào cái duyên phận của hai người nhưng mà những cái năm sau đây là những cái năm em có nhiều cái khả năng về vấn đề lấy chồng lại đầu tiên là năm 36 38 39 40 41 42 những cái năm đó là những năm chị thấy có nhiều màu sắc đào hoa, nhưng mà nếu mà đánh giá mà gọi là sáng nhất là 36, 39, 40 và 42 là những cái năm sáng nhất. Đó thì em nghe lại rồi em viết xuống. Những cái năm chị nói là năm âm lịch nha. Thì em bây giờ năm canh tý là em 32 tuổi là năm 2020 là em 32 tuổi âm. Thì những cái năm 36, 39, 40, 42 còn những cái năm 38, 41 chị cũng thấy có Nhưng mà nó không có nhiều bằng những cái năm kia Nếu đến năm 42 rồi á, Mà em vẫn chưa lập gia đình lại á, Thì chị thấy rất là khó Trong cái vấn đề hôn nhân Có thể tái hôn Tại vì cung phu của em nó gặp tuần Mà sao vũ khúc là con sao cô đơn Kế nữa là cái đại hạn 42 của em á, Thì em làm tốt về vấn đề công danh Nhưng mình lại ăn quả tú quá đó À, mà lại có phục binh thì chỉ có gọi là nhân tình thôi nhưng mà không thấy vấn đề lên xe bông nếu mà đúng mà thực sự mà gọi là duyên phận vợ chồng là phải trước 42 mươi à, thì chị vẫn thấy em có những cái đó những cái người mà phá quân mà đứng tại cung mệnh thì đào hoa lắm à, cho nên nói sự cô đơn thì không có điều đó đâu nhưng mà để mà gọi là một cái gọi là vấn đề mà trọn vẹn á, thì ít khi nào mình có được một lần như em nha thì đừng cũng đừng có tiêu cực đây là một cái lá số rất là hay À, một người phụ nữ chị thấy rất là nhiều cái tính cách trong đây thì chị rất vui đọc cái lá số của em và luận giải giúp em thì chị hy vọng cái năm nay em có nhiều cái vấn đề tốt hơn hạnh thông hơn và tất cả những cái điều năm nay xảy ra với em về thị phi thì em nhớ một điều khi lưu thái tuế đứng tại cung mệnh đó, thì mình muốn nó lớn là do mình mình muốn nó nhỏ cũng là do mình em sẽ gặp nhiều cái thị phi trong cái năm nay về vấn đề tình cảm cũng có thì em cứ bình tâm tịnh khí em bình tĩnh thì chính em sẽ làm cho công việc nó từ nhỏ nó trở thành hết luôn là do bản thân mình còn mình xé chuyện lớn lên là cũng do mình thôi đấy thì cuối cùng chúc cho em nhiều hạnh phúc nhiều vui vẻ chào em